Hồi tối hôm qua, vợ chồng nó mới làm được 5 hũ trà bông nấm lá chanh chay nè mọi người ơi. Hôm bữa có chị khách chỉ yêu cầu là làm trà bông chay cho chị mà kiểu thuần chay luôn á. Thì bữa nay núm sẵn làm luôn nè. Cái này là núm không có cho tỏi, không có hành gì luôn. Chỉ có nấm với lại lá chanh với sả thôi hà. Gia vị thì núm nêm không đường, không có bột ngọt, không có bột nêm luôn. Núm cũng nêm nhạt thôi hà. Đặng thí dụ mình ăn với bánh mì hay là cơm gì đó thì mình có thể tùy ý cho thêm nước tương này kia theo sở thích ha. Đợt vừa rồi có nhiều chị khách kêu là nếu mà trà bông khô hơn thì sẽ ngon, cho nên là đợt này núm làm khô quắc khô queo luôn, chắc là khô tầm 90% đó. Còn nếu mà rang cho nó khô quéo, khô 100% luôn á thì núm thấy là nó sẽ bị cứng, bị sơ, không có ngon, cho nên là hơi còn hơi ẩm ẩm như này nè, nhưng mà cũng ráo dữ thần lắm rồi. Cái này mình để tủ lạnh ăn được 10 ngày nha.